Xin chào mọi người, hôm nay mình giao gáp một bộ phi bơm bùng máy 7 người rưỡi. Bộ này mình giao gáp có máy luôn. Giao gáp ở Tân Lý Đông á, Châu Thành, Tiền Giang. Gần Long An còn 10 cây số nữa là tới thành phố Tân An. Bộ này là dùng nguyên phi hai ổ đạn cốt lắp bơm 20. Trong bộ thì có nắp để máy cổ phun sình hai mũi khoan. Bộ này là mình có thể đẩy xa được 80 m, còn bơm sình đặt là từ 6 tới 7 m là sình đặt sệt luôn. Xuống mương là cho đầu bơm xuống trước, lên cũng là đầu bơm kéo lên trước luôn. Cái này hết bơm thử cho vừa vừa. Mới tới thử mà xinh như vậy nè mọi người. Rồi, test xong rồi, khách ok rồi. Giờ về thôi.